Hữu Thánh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2018. Hữu Thánh Luân rất vinh dự được đón tiếp một quý khách hàng đến từ thành phố Hà Nội. Hôm nay anh 21 tháng 10 cơ sở của đồ gỗ Thánh Luân chúng tôi, và anh đã đi đến quyết định là ký nhận một bộ bàn ghế Louis bằng gỗ mun hoa da báo, bộ đại hàng khủng gồm có 10 món. Ở đây trên quý vị đang thấy đây là đội ngũ thợ của Thánh Luân chúng tôi đang cùng hỗ trợ với cả anh khách hàng đến từ thành phố Hà Nội để ký nhận bộ bàn ghế Louis bằng gỗ mun siêu VIP này. Bộ này thì chúng tôi thực sự là chúng tôi cũng xong cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà để bảo vệ là được cái mẫu mã nên là chúng tôi là chưa đăng lên clip cho quý vị thấy. Và ngày hôm nay thì anh khách hàng đã về trực tiếp cơ sở của chúng tôi để ký nhận, thì chúng tôi có quay một đoạn video clip để làm kỷ niệm với anh khách hàng đến từ thành phố Hà Nội. Và anh về tới thành luôn chúng tôi thì anh rất chi là vui mừng, anh rất phấn khởi vì đã tìm được một cái sản phẩm ưng ý. Và anh cũng đi tham khảo rất nhiều nơi rồi, và điểm dừng chân cuối cùng vẫn là đồ gỗ Thành Luân. Và lúc này đang là 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 năm 2018. Video quý vị đang xem được đồ gỗ Thành Luân tôi quay trực tiếp tại tầng 2 của cơ sở 1, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và cũng như các sản phẩm khác, khách vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại trên góc trái màn hình 0967110389 hoặc 0972770888, hoặc quý khách có vẻ thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi nằm tại cơ sở 1, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, ở cạnh cây xăng xã Tân Dân. Cơ sở 2 chúng tôi số 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và cách cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chừng độ khoảng 1 km, và khu vực phía làng nghề là nghề mộc thôn Đà Phú, xã Tân Dân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, là xưởng sản xuất của chúng tôi rộng tới hơn 1.000 m². Quý khách có thể bớt chút thời gian đến trực tiếp cơ sở của Thành Luân để tham quan sắm. Viên kéo hai chú chó kéo. Và Thành Luân xin chân thành cảm ơn. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin kính chúc anh khách hàng đến từ thành phố Hà Nội luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và tràn ngập niềm vui cuộc sống. Ví của anh này. Và những gì tốt nhất sẽ đến với anh và gia đình. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Và xin chào. Kéo ra. Đồn này. Anh không cần. Anh chụp ảnh vào là ok.